Group cộng đồng Pets Football Info Ball Mobile Việt Nam do chính Pets Football là quản trị viên. Đây là nơi để anh em học hỏi, giao lưu, chia sẻ tất cả những thứ liên quan đến Info Ball. Link của group mình có để bên dưới phần mô tả video cũng như là phần top comment. Anh em nhớ vào đó để tham gia nhóm nhé. Ok, và xin chào tất cả những em trở lại với channel của mình. Thì clip này nó sẽ không phải là review hay là bất cứ một cái gì đã từng xuất hiện trên kênh của mình, mà ngày hôm nay mình sẽ dành riêng cái clip này cho những anh em nào mới chơi Info Ball 2024 và bắt đầu tìm hiểu game. Liệu game này có khó chơi hay là những cái mục nào cần quan tâm, cần chú ý, thì clip này là dành cho anh em mới chơi thôi nhá. Ok, và ở giao diện đầu tiên vào game, chúng ta cứ vào game trước đã. Còn những cái gì mà râu ria liên quan thì anh em có thể gọi là xem hết clip. Nếu mà chưa hiểu phần nào thì cái clip này mình sẽ nói cực kỳ chi tiết tất cả các mục cho anh em. Tiếc là sẽ không chơi được game này từ iPhone 6S trở xuống thì phải. Bắt đầu anh em vào game nhá. Bởi vì trước khi mà anh em đến nhà ai ấy, anh em phải hiểu cái luật của cái nhà đấy. Thì bây giờ chúng ta vào game này, chúng ta phải hiểu hết tất cả những cái mục này là những cái mục gì. Đầu tiên anh em nhìn ở giao diện này, chúng ta có những cái hình rất là to. Ở đây thì nó sẽ là dành cho các mục đó, như kiểu là có bóc cầu thủ xịn này. Gần như những cái mà xuất hiện ở cái mục to này đều là những cầu thủ xịn hơn cầu thủ bình thường. Đó, anh em có thể ở đây đó, anh em có lướt ở đây thôi. Trước tiên chúng ta nhìn qua như vậy. Ở đây thì chúng ta nhìn ở dưới có tới 5 ô trắng xanh đỏ vàng các kiểu. Ở cái ô ngoài cùng authentic này thì nó sẽ là để cho anh em đá. Nó có hai mục Fremax và Chimax. Cái này thì thật sự là không để làm gì cái mục này đâu. Mình nghĩ là anh em không cần phải vào mục này làm gì cả. Đấy, anh em mới chơi không cần quan tâm mục đấy nhá. Anh em mới chơi thì quan tâm cho mình cái mục Game Plan này. Game Plan. Ở đây là sẽ ra đội hình của anh em. Đây là đội hình chính và đây là dự bị trong trận đấu. Còn đây là những cầu thủ bên ngoài mà anh em có nữa. Đó, ở cái mục này anh em có thể thấy ở góc trái chúng ta có filter. Cái này thì để tìm cầu thủ nhanh hơn thôi. Nhưng mà mình thì không hay dùng cái này, mình hay dùng cái shot này này. Đó, đây nó sẽ ra tên position, nó là vị trí. Đó, nó sẽ xếp từ CF xong rồi xuống dần đến thủ môn. Đó, xong là overall rating, đó là xếp từ cầu thủ chỉ số cao đến chỉ số thấp. Order signing ở đây nó là cầu thủ mới mua. Đấy, nó sẽ xếp những cầu thủ anh em mới sở hữu. Player value này là giá trị anh em nhé. Cooler level, những cầu thủ nào mà level cao, nhiều level đến level thấp, như ông Mainu này level chắc là cả 100 level anh em ạ, nên nó sẽ xếp như thế thôi. Đó, anh em chỉ cần quan tâm cho mình là cái shot anh mình hay dùng nhất, đó là cái order signing và cái position vị trí này, nó xếp từ CF xuống, anh em tìm rất dễ luôn. Ví dụ tìm CB hậu vệ thì anh em lướt tít xuống dưới là hậu vệ bên dưới này rồi. Đó, bây giờ anh em nhìn này, chúng ta có một huấn luyện viên ở bên trên cùng. Đây là huấn luyện viên mà anh em đang sử dụng. Ở đây mình có Zezer, anh em hoàn toàn thể mua ở huấn luyện viên khác, tí mình chỉ em mua sau. Ở Zezer này anh em có tới tất cả các mục như possession game, quick counter, long ball counter, away long ball ấy. Đấy là cái phong cách chơi. Possession là kiểm soát, quick counter là phản công nhanh, long ball counter là phản công bóng dài, away là chơi cánh và long ball là chơi bóng dài. Thì quick counter và long ball counter cũng như possession là ba cái mà anh em chơi nhiều nhất. Ở đây mình đang sử dụng là quick counter. Nếu như mà anh em chuyển về long ball thì làm sao? Cách chuyển anh em vào team play style này, chuyển về long ball thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó, long ball ông này thấp lắm, có 21 thôi. Đấy, nên là cầu thủ bị tụt chỉ số hết. Casemiro 96 về 70 luôn. Đấy, nên là anh em chọn huấn luyện viên nào, anh em phải chọn team play style cao nhất huấn luyện viên đấy để chơi. Đó, nhưng mà trường hợp anh em muốn chơi possession game thì sao? Thì anh em phải mua huấn luyện viên chỉ số possession game cao. Ở đây mình có Luis Roman 87 này, anh em chọn sang. Đó, đây em chuyển về team play style possession game rất cao luôn. Đấy, và chỉ số net căng. Đó là cái lưu ý về huấn luyện viên anh em nhé. Còn về nó có các mục manager detail này, như kiểu là thông tin của huấn luyện viên này. Cái này anh em không còn quan tâm nhiều, quan tâm nhất là huấn luyện viên đấy chỉ số nào cao nhất thôi. Ok, nó sẽ có trên manager là đổi huấn luyện viên khác này. Đó, nó sẽ có trên formation là đổi đội hình. Ở đây nó có rất nhiều những cái đội hình gốc, anh em hoàn toàn thay đổi sang. Đó, trên formation đổi sang tiếp, đổi sang bất cứ cái đội hình nào anh em muốn nhá. Ok, nói chung là cái mục này nó là đơn giản như vậy. Ở cái góc cạnh ông thần Orana có một hình này này, anh em nhấn vào đây này để xem phong độ. Nó sẽ ghi là ABCD. D tức là phong độ tuần này của cầu thủ này rất kém thì vào game nó sẽ là phong độ D. Còn phong độ C tức là phong độ ổn định bình thường, phong độ bình thường. Còn những cầu thủ phong độ A tức là ngoài đời đang có một phong độ rất cao. Đấy, anh em hiểu cái đấy cho mình nhá. Tiếp theo đến cái mục logo này. Logo nó sẽ có những cái gì? Auto pick player, ở đây nó sẽ có
cái này thì gần như là mình sẽ tự xếp cầu thủ là mình thích thôi, anh em không cần phải auto đâu, nó sẽ xếp những cầu thủ chỉ số cao vào đấy. Emerson Rowe tức là trong trận đấu anh em hoàn toàn thể captain bên trên là đội trưởng này. Long FK cái này là sút phạt xa, anh em chọn ai? Sút phạt gần anh em chọn ai? Đó, ở đây là sút sút phạt góc này, phạt góc này. PK này là penalty, anh em chọn ai sút pen. Đấy. Player to zone active 1 tức là cầu thủ mà tham gia đá phạt góc ấy, anh em chọn những cầu thủ chỉ số tấn công đánh đầu cao anh em xếp vào đấy. Thường thường mình sẽ chỉ chọn zone attack 1 thôi, tức là đứng ở cột gần. Zone attack 2 đứng ở giữa và zone attack 3 đứng cột xa, mình chỉ cần chọn cột gần thôi. Cá nhân mình là như thế. Đó, tiếp theo chúng ta automatic match support, cái này là hỗ trợ trong trận đấu tự động. Substitution tức là thay người tự động thì thường thường em phải để chọn on, tức là để mình là người tự thay chứ không thể anh em mà chọn là validate, tức là tầm khoảng 50-60 phút là máy nó tự thay cầu thủ khác vào, cái đấy mình rất là khó chịu, anh em để off nhé. Offside trap là bẫy việt vị, mình nghĩ là anh em nên tắt bởi vì cầu thủ sẽ dâng, nó rất là hai mặt, bẫy không cẩn thận là bị ấy ngay. Attack defend level cái này thì anh em cũng tắt đi. Đó, cái này thì trong trận anh em về hình dung ra được. Rồi, đó là tất cả những cái liên quan đến game plan. Tiếp theo, khi mà anh em đã làm chủ được đội hình rồi, khi mà anh em chưa có cầu thủ ứng ý để xếp thì anh em vào đâu để có những cầu thủ ứng ý? Ở những cái app mà mới tạo ấy, nó sẽ rất ít cầu thủ và rất ít tiền để anh em xây dựng. Nhưng mà có một cái phần anh em đó là lưu ý, đó là The Dream Team. Ở đây nó sẽ có những cái event, có những trận đấu event để có phần thưởng cho anh em săn cầu thủ nhá. Ở đây nó có 4 mục, mình sẽ giới thiệu chi tiết 4 mục này. Anh em vào phần event đầu tiên này, nó sẽ là nơi để anh em đá và anh em sở hữu tất cả những cái phần quà của game. Anh em nhìn nhá, góc trái ở cái ô này có với AI Mask tức là đá với máy anh em nhá. Anh em để ý này, với AI là đá với máy này, còn User Mask tức là anh em đá với người nhá. Anh em nào muốn đá online thì vào những cái phần User Mask anh em đá. Đó, ở đây thì chúng ta có tới 3 mục đá với máy. Và phần thưởng là gì? Anh em kích vào ô này. Đó, anh em nhìn reward phần thưởng chưa? Trên deal partner club tức là chúng ta được phần thưởng quay vé free. Đó, ô bên này cũng thế, cũng là quay vé free nhưng mà quay bờ bóc khác, anh em cứ đá xong anh em sẽ hiểu. Với AI Max này chúng ta lại được đó là thẻ EXP nâng cấp cầu thủ, nâng cấp level cho cầu thủ. Đó, còn với User Max thường thường ấy, cái User Max là cái mà anh em sẽ sở hữu được số coin. Coin là gì? Coin là cái đồng màu vàng ở bên góc trái bên trên, anh em mình đang có 1070 coin đây này. Cái coin này sẽ là rất quan trọng để anh em mua cầu thủ xịn. Nhưng mà coin thì thực sự là rất khó kiếm. Chỉ đá event thôi, đá hết event là hết coin. Và anh em phải đợi những event tiếp theo. Nên là coin thường thường chúng ta sẽ phải nạp, để chúng ta muốn sở hữu nhiều chúng ta phải nạp. Còn bên cạnh cái coin đó là GP. GP này là việc anh em sở hữu, anh em đá event xong họ cho, hoặc là anh em bán cầu thủ cũng là GP. Chúng ta sẽ dùng GP này chúng ta mua cầu thủ hoặc là mua huấn luyện viên tùy anh em. Đó. Event này, mình sẽ vào thẳng event nói qua chi tiết một chút về event. Ok, chúng ta vào event nhá. Đó, nó sẽ có cái mục next reward là 255 điểm. Chúng ta vào detail cạnh cái bonus này, detail này. Chúng ta xem thông tin của event là 500 point chúng ta nhận được 50.000 GP các kiểu này. Chúng ta sẽ xem giới hạn bao nhiêu. Ở đây 6.000 point là được 100.000 GP là phần thưởng cao nhất rồi. Anh em không cần phải đá nữa. Ở đây thì mình đá đến 3.245 điểm point rồi. Đấy, khi nào anh em cứ đá là nó sẽ cộng cho anh em thôi. Khi nào anh em đạt 6.000 anh em dừng nhá. Đấy, cách anh em tham gia event là như vậy. Và ở với event đá với máy này, nó sẽ có hai phần. Match setting, anh em vào match setting. Mức level anh em chọn là legend là cao nhất. Anh em mới chơi thì anh em chọn beginner thôi. Đá tốt hơn một chút thì amateur các kiểu này. Nhưng mình thường chọn legend. Và đá với máy thì thường thường mình sẽ chọn để cho hai máy tự đá với nhau, tức là máy sẽ điều khiển đội hình của mình đá với máy. Còn user control tức là người sẽ điều khiển đội hình và đá với máy anh em nhá. Thường thường mình chọn AI để mình ngồi xem thôi, chứ mình không muốn gọi là hai bên, mình không muốn cầm đá với máy lắm, mất thời gian đấy. Đó là cái lưu ý của anh em. Còn về user mask nó sẽ có những cái gọi là yêu cầu. Ở đây anh em nhìn chữ national team không, tức là yêu cầu là phải cầm đội tuyển quốc gia. Ví dụ anh em chọn Nhật Bản, anh em phải chọn full đội hình là Nhật Bản. Anh em chọn Việt Nam, anh em phải chọn full đội hình là Việt Nam. Đấy, nó đây này, mình phải xếp full Nhật Bản, anh em thấy không? Full Nhật Bản thì mới được chơi event nhá. Nhiều anh em xếp ông Ý vào đây, anh em nhìn không được chơi luôn. Xếp ông Ý vào là không được chơi luôn, anh em phải xếp full Nhật Bản hoặc là full đội nào mà anh em đã chọn. Đấy, ở event setting này chúng ta sẽ có
chọn team. Ví dụ anh em lỡ chọn Nhật Bản, anh em không thích nữa, anh em có thể đổi sang Thái Lan, Cameroon, rồi Pháp, Bỉ các kiểu đấy. Đức kìa, mình chọn sang Đức này. Đấy, đổi sang Đức này. Mới chơi thì anh em chắc là anh em sẽ không đủ các cầu thủ để đá này đâu, nên là anh em phải mua đấy. Đấy, nó phải chuyển sang Đức. Ông nào không phải Đức thì không được chơi luôn. Đấy, nói qua về event này như thế nhá. Cái mục này rất quan trọng khi mà anh em sẽ dùng event để anh em tạo ra coin, cầy coin. Đó, đấy là cái đồng tiền nó rất là quan trọng ở trong eFootball 2024. Tiếp theo đến cái phần eFootball League. Cái này để anh em đá rank thôi. Đây, mình đang rank Division 3, cao nhất là Division 1. Anh em đá rank đá với người nhá, cứ đạt đủ số điểm anh em lên hạ. Cái này thì đá với người để anh em luyện tay cũng khá là hay. Mình nói qua vậy. Flamas. Đây, anh em muốn đá với bạn bè nhá thì phải có một người tạo phòng và một người tham gia phòng. Ở đây muốn tạo phòng thì anh em nhấn vào ô đầu tiên. Tạo phòng. Không cần password đâu, tạo phòng thôi. Rồi, số phòng anh em nhìn số phòng 0440-7138 này. Anh em sẽ báo cho người bên kia để người bên kia vào phòng này. Đó. Người bên kia muốn vào phòng thì nhấn vào cái ô search. Search mushroom. Đó, nhấn cái số phòng bên kia là vào thôi. Đấy, cái đá với friend này rất là dễ như vậy. Ok, đấy là ba cái mục mà anh em quan tâm. Cái mục online quick match này không để làm gì đâu anh em nhé. Ba mục này thôi. Muốn đá với bạn thì đá friend, muốn đá rank với người luyện tay để đá eFootball League, còn đá event kiếm giải thưởng phần thưởng để đá ở ô đầu tiên. Nó ghi rất rõ luôn. Rồi, đó là cái phần Dream Team Match cạnh Gamerland. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái ô My Team. My Team này nó có ba mục. Player, đây là số cầu thủ mà anh em sở hữu. Cái này thì không để làm gì. Nhưng mà anh em lưu ý cho mình là ví dụ anh em muốn có ra một cầu thủ dị như Ronaldinho nhá. Anh em muốn tránh bán nhầm ấy, anh em nhấn vào lock. Lock là khóa vào, khóa cầu thủ đấy vào đấy. Thì bây giờ anh em muốn bán này, Lily, nó sẽ báo luôn là không thể bán vì cầu thủ đấy đã bị khóa. Đấy, muốn bán thì phải ăn lock này nhá. Đó, bình thường mình sẽ khóa những cầu thủ dị vào để tránh trường hợp là anh em sai sót. Ở trong mục này, ở cầu thủ ấy, nó sẽ có thông tin cầu thủ này. Đó. Rồi tiếp theo nó sẽ có nâng cấp này. Nâng cấp. Nâng cấp ở đâu? Ở đây mình phải tìm một cầu thủ mình chưa nâng cấp để mình nâng cấp cho anh em xem. Đây, anh em muốn nâng cấp ông Locatelli này, anh em vào level training này. Đó, dùng những loại thẻ XP anh em đã có, cao nhất là thẻ 10.000. Anh em nâng cấp nó. Đó. Từ level 1 đến level 28 đấy, thấy chưa? Anh em nâng cấp nhá. Đấy là để anh em nâng cấp. Đấy là nâng cấp level thôi, còn khi mà anh em muốn nâng cấp chỉ số ấy, anh em phải vào Player Progression Point. Đó, anh em action này, auto này. Anh em tinh chỉnh xem đã ok chưa. Nếu chưa thích anh em tăng giảm tùy ý. Đó, Proset đồng ý này. Đó, chúng ta đã nâng cấp được Sabitzer. Đấy là về những cái mục đơn giản. Skill Trending, chúng ta sẽ ép thêm skill cho cầu thủ này. Chúng ta phải có thẻ skill nhá. Ở đây mình có 16 thẻ. Nhưng mà anh em phải kiếm. Anh em mới chơi thì chắc là chưa có đâu. Anh em phải kiếm thêm. Đó, Legacy Transfer, anh em mới chơi thì tốt nhất là đừng động đến cái Legacy Transfer này. Và nếu mà muốn dùng cái Legacy Transfer này, anh em phải tìm hiểu thật kỹ. Clip này thì mình chưa muốn nói đến anh em mới. Ok, đó là những cái mục mà anh em cần lưu ý. Về Manager, chúng ta đang sở hữu, đây là mình đã mua anh em nhé. Anh em muốn mua huấn luyện viên thì mua ở đâu? Anh em muốn mua cầu thủ huấn luyện viên ở đâu thì anh em vào phần contract, góc ô tím cuối cùng này này. Đó, mình sẽ giới thiệu hết những cái phần này. Special Player List, cái ô đầu tiên đó là cầu thủ đặc biệt. Anh em phải dùng coin hoặc là dùng GP để anh em mua. Pack, tức là sẽ dùng một số tiền nhất định và chúng ta sở hữu được khoảng 11 cầu thủ. Mess như pack Messi này chúng ta là mất 1.500 coin. Đó, chúng ta mua bằng coin. Trong game này đa số là mua bằng coin hết. Anh em muốn mua bằng GP thì mua ở đâu? GP là dễ nhất rồi. Chúng ta vào chọn Standard Player List này. Ok, anh em muốn, ví dụ anh em muốn mua cầu thủ MU đi, anh em chọn filter bên dưới. Ok, ở đây có các phần, ví dụ anh em muốn mua tiền đạo, anh em vào option. Đấy, chúng ta chọn vị trí tiền đạo. Rồi. Đó, nó sẽ ra, ví dụ anh em muốn mua rẻ hơn chẳng hạn. Anh em muốn mua rẻ hơn thì anh em vào, anh em chọn short này. Chọn lối đá anh em muốn, đa số anh em sẽ chơi quick counter nhiều, nên anh em chọn quick counter và cao nhất là rẻ giờ. Nếu mà anh em không có đủ tiền đấy thì anh em chọn những cầu thủ những ông huấn luyện viên thấp hơn, Zezer ông này 80 cũng được, Quick Counter 80 cũng được. Đấy, đấy là lưu ý khi anh em mua huấn luyện viên nhá, đừng mua linh tinh nhá. Đấy là xong phần mua cầu thủ anh em nhá. Tiếp theo, vừa rồi là mình nói qua về cách mua cầu thủ bằng GP, còn bây giờ mua bằng coin. Mua bằng coin, đấy, nó sẽ là những cái bóc mua bằng coin thì thật sự là những cái bóc này xịn hơn cầu thủ thường rất nhiều.
Đấy, anh em mới chơi có thể cân nhắc mua cái box Blood of the Week này nhá. POTW này, nó sẽ là box theo tuần, ví dụ tuần nào cầu thủ nào đá hay thì nó sẽ xuất hiện trong box này. Như Erling Haaland vừa rồi đá rất cháy, xuất hiện trong box này luôn. Anh em dùng coin để mua, một lần mất 100 coin và box này giới hạn 3 lượt, hết 3 lượt là anh em không được mua nữa. Và có những cái box nó dễ kiếm hơn, như kiểu box đổi thẻ này. Đổi thẻ thì anh em cứ đá event ấy, anh em đá các trận xong là chúng ta sẽ được xong nhiệm vụ, chúng ta sẽ được nhận những cái thẻ để đổi. Anh em cứ đá là anh em sẽ thấy những cái thẻ này xuất hiện. Anh em đổi bằng thẻ thôi. Đấy, thẻ 3 sao, thẻ 4 sao, 5 sao. Đó là những cái mà lưu ý về về cầu thủ ngon, cầu thủ dở, hay là những mục nào quan trọng, mục nào không quan trọng trong game này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bên trên. Ở đây là đang ở eFootball World. Bây giờ sang Mission này. Mission chúng ta có Map Pass. Map Pass này là anh em cứ đá xong là nó sẽ cho phần thưởng thôi. Còn muốn mở nhiều Map Pass, nhiều thẻ level hơn thì anh em mua bằng coin ở bên dưới này nhá. 250 và 500 coin cho lần đầu tiên. Những lần tiếp theo là 500 và 1000 coin. Đấy. Map Pass cũng khá là quan trọng này. Object này là những cái nhiệm vụ. Anh em cứ đá xong rồi anh em được nhận thưởng từ những cái này thôi. Cái này không quá quan trọng, không cần chú ý đến đâu. Shop này là sẽ bán coin trong game, thì thật sự là coin trong game rất là cao, giá rất là cao. Bên mình thì đang nhận là bán coin cho anh em, giá thì chắc chắn là thấp hơn trong game. Uy tín của mình thì anh em khỏi phải lo nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu nạp coin để săn những cái bóc vừa rồi mình nói là bóc ngon đấy, thì cứ liên hệ mình qua fanpage, mình để link ở phần mô tả, phần top comment. Đấy, giá coin ở trong game đây, giá thì của mình thì rẻ hơn trong game. Ok, eFootball point này thì thật sự là anh em không cần quan tâm lắm đâu. Nó sẽ bán những cái kiểu cầu thủ bằng 5.000 point các kiểu này. Mình nghĩ là anh em không quan tâm cái này. Đó. Nó cũng bán cầu thủ legend mùa cũ thôi, chả để làm gì cả. Pride này. Chọn giá khoảng 5.000 GP thôi. Mới chơi 5.000 GP thôi. Đấy, ra mấy ông thần 5.000 GP, dưới 5.000 GP nhá. Xong em mua thôi. Đó. Đấy là mua cầu thủ. Anh em mới chơi thì có thể cân nhắc chọn mua cầu thủ nhá. Và bên cạnh đó là manager, anh em mua huấn luyện viên thì mình có recommend cho anh em, đó là hai huấn luyện viên mà hay chơi nhất ở trong PES 2023 vừa rồi và hiện tại là 2024. Thì anh em chọn cho mình sở chip này bán áo này, anh em có thể mua áo. Đó, nói chung cái POI này thì anh em không còn quan tâm, cái COI với quan trọng như cái POI thì không cần. Patch này, patch vừa nãy mình nói rồi. Đó, tiếp theo đến phần cuối cùng, phần attract. Attract này chúng ta sẽ có user information này, chúng ta có thông tin của nick mình này. Check thông tin này. Game setting này, ở đây anh em mình sẽ show setting cho anh em xem. Đây là những setting của mình, anh em có thể cap màn hình lại và chỉnh theo nhé. Đồ họa, graphic đồ họa này. Mình đã để cao vào 60 FPS. Audio là tiếng trong game này, commentary là tiếng bình luận anh em nhá, anh em có thể tăng giảm. Stadium là tiếng sấm la động này. Pick auto là những cái tiếng cạch cạch anh em nhấn đấy. Sao là tiếng nhạc, mình tắt thì hết rồi, em có thể để giống mình. Language là ngôn ngữ, chúng ta có thể chọn ngôn ngữ trong game. Anh em chỉ cần chú ý đây, DL bên dưới là tiếng bình luận, anh em có thể tải tiếng bình luận khác, ở đây rất nhiều tiếng bình luận luôn, tải tiếng Pháp, tải tiếng Đức các kiểu. Đó, đây là những cái mục ở trong phần attract. Và đó là những cái mà anh em lưu ý khi mà anh em mới vào game eFootball 2024. Mình đã nói rất chi tiết về những cái này rồi, nhưng mà còn thiếu sót gì anh em comment bên dưới mình sẽ giải thích sau. Tiếp theo ở phần lá thư có số 6 này là những cái khi mà anh em đá xong anh em nhận quà, anh em nhận Lycion ở bên dưới này. Đó, anh em nhận quà về thôi. Đó là khu để anh em nhận quà. Bên cạnh là thông báo của game về những thay đổi, về những cái mới của cho game. Đó. Trên đây clip này là mình đã nói rất kỹ về tất cả các mục ở trong game này. Và khi mà anh em mới chơi thì mà anh em không xem clip này thật sự rất phí, bởi vì anh em sẽ không hiểu những cái đấy để là cái gì. Đó, và những cái này nó là cái gì, những mục này là mục gì. Anh em tìm hiểu sẽ mất thời gian hơn là xem. Vậy nên anh em mới chơi mà anh em có bạn bè mới chơi, em có thể gửi cho họ để họ nghiên cứu hết những cái mục này. Và có thể gọi là tìm hiểu nó sẽ nhanh hơn. Còn đây, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em về những cái mục này thôi. Còn mai kia mình sẽ ra clip hướng dẫn anh em cho anh em mới chơi, đó là cách đá nó tốt hơn, nó sẽ dễ kiểm soát bóng, nó sẽ dễ lên bóng các kiểu hơn. Đó về cách đá. Còn clip hôm nay mình sẽ dừng lại tại đây thôi, bởi vì clip khá là dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Thấy hay nhớ ủng hộ kênh mình bằng cách like, share, subscribe kênh và cho mình sớm đạt 100.000 subscribe nhé. Bye bye.